Hello anh em, chào mừng toàn thể anh em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay lại tiếp tục với tựa game Tây Du anh em nha. Và ở clip ngày hôm nay thì mình sẽ đi review cũng như là tiếp tục cái series đi review về Minh Giới cho anh em nha. Setup đội hình cũng như là đi chỉnh sửa lại một chút cái con ác này anh em nha. Con ác có cái ID là nghỉ game nhưng mà không hề nghỉ game anh em ạ, khi mà đã update lên được 1 tỷ lực chiến rồi và gần lên level 110, gần mở thần kích mới rồi anh em ạ. Thực ra thì tem Minh Giới là một trong những cái tem mà cực kỳ dễ chơi cho tất cả mọi phân khúc anh em nha. Tất cả mọi phân khúc. Ví dụ như là đầu game thì anh em có chủ lực là con Bạch Thử đúng không ạ? Về giữa giữa thì anh em có chủ lực là Bạch Thử cùng với đó là nuôi thêm Bạch Cốt Tinh. Sau này là thức tỉnh Bạch Cốt Tinh lên cũng gánh được một đoạn thời gian khá là dài. Về late thì anh em có thể chơi Thiên Thủ Yêu Cơ thức tỉnh đam chính và chơi Diêm Vương hoặc là chơi Bạch Cốt Tinh. Đó. Về siêu lết thì anh em có thể chơi hai Bạch Cốt Tinh thức tỉnh để bổ trợ cho nhau về cái khả năng đam diện rộng, hiệu ứng gián tiếp các thứ thì cũng khá là ok. Đó, cực kỳ dễ chơi luôn anh em ạ, không có quá phụ thuộc vào tướng hạn giờ carry anh em nha. Ví dụ như là sau này là Na Tra các thứ thì cũng không quá phụ thuộc lắm, tại vì Na Tra thì cũng không cần thiết ở tem minh lắm anh em ạ. Đó, còn những vị tướng khác như là tanker kiểu Linh Miên Thánh hay là Đại Minh Vương hay Đế Thính thì chắc chắn là phải có nha. Đại Minh Vương thì sau này cũng sẽ bỏ đi anh em ạ, sẽ bị thay thế. Nhưng mà Đế Thính hay là Cửu Linh thì anh em về sau thì phụ thuộc khá là nhiều, còn đam thì không phải lo anh em ơi. Rồi, chủ đạo ngày hôm nay thì mình sẽ đi review cho anh em cái tem này cũng như là setup lại đội hình một chút anh em nha. Đam chính thì vẫn là Bạch Thử thôi anh em ơi, với chỉ số tấn công là 5 triệu, máu là 56 triệu, thần binh 100 rồi. Bạch Thử thì cho Minh Văn là tăng công và tăng sát thương. Thay vào đó là tăng trị liệu thì sẽ ok hơn anh em nha. Để xem có cái nào mà tăng trị liệu không. Tăng trị liệu đỏ thì ngon. Nhưng mà tăng công thì cũng được. Tăng công thì nó không tối ưu lắm nhưng mà cũng được anh em ạ. Để xem nào. Thiên kỹ nào. Thiên kỹ thì nếu mà anh em chơi đam Bạch Thử thì anh em nên chơi thêm đại bàng chiến sĩ anh em nha. Của đại bàng kim sĩ. Tại vì ở kỹ năng này á, thiên kỹ này nó sẽ có một cái dòng là khi tấn công bổ sung, có nghĩa là tấn công được bổ sung anh em ạ, bởi những cái thiên phú ví dụ là Mai Kha Nhị Độ này hay là thiên phú Bạch Thử thì nó có 22 lần á, nó có 2 lần anh em ạ, đột phá anh em đọc thiên phú 15 nha. Đây, khi thần tướng bất kỳ phe địch bị đánh bại, Bạch Thử tăng thêm một lần kỹ năng không tiêu hao nộ khí, đó là kỹ năng bổ sung anh em ạ. Chưa đến lượt mà nó đã thi triển được kỹ năng thì đó là kỹ năng bổ sung anh em nha. Và nó sẽ auto được buff thêm sát thương. Và sát thương ở đây thì đồng nghĩa với việc là anh em được tăng đam. Đó, mỗi hiệp thì là 2 lần. Cũng ok đúng không ạ? Khi mà anh em buff full lên đó thì nó sẽ buff thêm được 60% sát thương, buff thêm. Thì cái lượng sát thương giật của nó khá là kinh khủng anh em ạ. Thần kích thì idol đang chơi ra sắc tức thị không level 4, mở Trảm Yêu Trừ Ma và Cổ Linh Tinh Quái level 2. Chưa mở cái Tiên Phát Chế Nhân anh em ạ. Nông dân nạp vui vẻ giải trí cho nên là cũng không có mảnh tướng nhiều. Đó. Đội hình này thì chủ lực là con Bạch Thử hệ đam nha, xài Trích Tiên Oán. Ngoài ra thì để xem Bạch Cốt Tinh nào. Bạch Cốt Tinh yếu quá nhỉ. Yêu cơ đam phụ 2. Bạch Cốt Tinh này thì nếu mà anh em không không nuôi á. Bởi vì nuôi lên thì nó cũng chẳng có tác dụng gì, anh em có thể cho Nguyệt Lão vô nha. Cho Nguyệt Lão vô. Và con biến thân này thì anh em xài Bạch Thử cho mình nha. Xài Bạch Thử cho mình. Một con đam rồi thì vẫn phải có một con búp heo đấy anh em ạ, búp máu nữa thì nó sẽ ok hơn. Còn mạnh bà thì khi nào anh em thực sự cần thiết, khi mà chơi Bạch Cốt Tinh thì anh em hoặc là yêu cơ á, hoặc là thiên thủ yêu cơ thì anh em chơi hai mạnh bà nha. Còn bây giờ thì anh em phải chơi Nguyệt Lão. Đó, Nguyệt Lão để nếu mà búp thức tỉnh lên được thì nó sẽ chia sẻ sát thương và búp hậu thuẫn khá là ok. Ngoài ra thì nó được cái chỉ số búp vĩnh viễn tăng sát thương cũng khá là ổn anh em ạ. Chứ Bạch Cốt Tinh tầm này nếu mà nuôi như thế này thì chưa ổn. Chưa ổn anh em nha. Nhẹ thì ok rồi. Để xem nào. Thần tướng tiên giới này. Nguyệt Lão hết mảnh luôn rồi. Không có mảnh luôn. Không biết là có nâng cái gì không hoặc là không đầu tư. Xem nào. Nguyệt Lão thì có chút xíu thôi anh em ạ. Có chút xíu thôi. Toàn không có để mở anh em ơi, không có để mở.
Về sau nếu mà anh em chơi giai đoạn tầm độ 1 tỷ đến 5 tỷ thì anh em có thể chơi hai Nguyệt Lão cũng được. Hai Nguyệt Lão cũng được. Nhưng mà một con Nguyệt Lão trên tem thì anh em phải lên thức tỉnh để nó búp hộ thuẫn, búp phòng thủ và chia sẻ sát thương. Đó. Thì ví dụ như là anh em bị đánh 1 triệu máu thì cái lượng sát thương anh em nhận vô chỉ là 500 nghìn thôi và 500 nghìn còn lại thì chia cho vị tướng bên cạnh. Đấy. Nhưng mà như thế thì nó cũng có con dao hai lưỡi, đó là nếu mà đam quá lớn á, ví dụ là khỉ nó chọc chẳng hạn, hoặc là tỳ lam bà nó chọc chẳng hạn, thì nếu mà chết một con là chết cả hai luôn. Đấy. Nhưng mà về sau thì anh em thiên hậu nó búp mà cũng không sợ anh em ạ, cái đấy không sợ nha. Rồi. À, bạch thử. Bạch thử này ngon rồi nhưng mà hơi thiếu một chút. Hơi thiếu. Thiếu đại bằng kim xí. Cái này có này có thể cho thay cái này cũng được này, nhưng mà không sao cả. Cái này thì có thể cover thêm một lần nộ nữa cũng ok, dứt điểm nhanh gọn. Đây thì chơi phản đam nhưng mà thiên kỹ mở khá là nhiều nhỉ. Mở khá là nhiều. Bạch cốt tinh xong là đến yêu cơ luôn. Búp thêm 20% sát thương. Bạch cốt tinh để ở dưới. Chắc tầm này chơi bạch cốt tinh để vui thôi anh em ạ, giải trí thôi. Phải nuôi dần thôi chứ còn để mà độ hiệu quả thì mình thấy là nó nếu mà anh em mà muốn khỏe thì anh em phải dồn hết vào nó cơ thì nó mới ok được. Kỷ vật thì đang chơi một cái tăng trị liệu 23% với lại một cái tăng tấn công. Tăng tấn công này thì anh em lấy cái tăng sát thương nó sẽ ok hơn nha. Tăng sát thương thì nó sẽ ok hơn. Cũng khá là ổn anh em ạ, khá là ổn nha. Cái này thì tăng trị liệu này. Tăng trị liệu này, búp thêm cũng khá là nhiều chứ đùa đâu. Yêu cơ thì chơi bộ Thủy Long Ngâm, tăng sát thương với lại bạo kích này, chuẩn rồi. Cái này thì búp đam mà, thay vì giảm sát thương thì chơi búp đam toàn thể. Đây thì cover đam cũng được anh em ạ, không sao cả. Còn cái này búp máu, tăng sinh lực. Thực ra thì búp máu thêm này thì nó sẽ không làm cho cái con đế thính này trâu hơn anh em ạ. Không làm cho nó khỏe hơn đâu nha. Chẳng qua là khi mà anh em chơi búp máu như này thì cái giới hạn máu của anh em nó nhiều lên. Đồng nghĩa với việc là khi mà anh em nảy đam luân hồi ấy thì 18% của cái con đế thính mà được xài cái trang bị búp máu này nó sẽ to hơn 18% của cái con đế thính mà không được xài. Đấy. Thế nhưng mà ngược lại thì nó sẽ bị giảm thiểu đi cái khả năng giảm sát thương của tem cũng như là giảm thiểu đi khả năng sống sót của tem khá là nhiều. Bởi vì khi mà anh em đã dồn hết cho cái lượng đam luân hồi như vậy rồi thì cái lượng giảm sát thương cover thêm của anh em không còn có hữu hiệu nữa, không còn tác dụng nữa, cho nên là như thế này là anh em gọi là all in cho đam. Đấy. Còn cái cơ bản của con đế thính này thì anh em sẽ phải cho nó sống càng lâu càng tốt. Nó búp trận pháp, búp dịch chuyển sinh, dịch chuyển diệt các thứ. Nói chung là nó búp trận sinh, trận diệt các thứ, luân chuyển lẫn nhau. Thì theo cái cảm quan riêng của mình ấy, thì anh em vẫn nên chơi cái set phòng thủ hơn anh em nha. Xét phòng thủ hơn, xét con ngựa ấy. Đây không có luôn. Xét con ngựa ấy. Đấy, bởi vì sau thì vẫn sẽ cần nha. Về sau vẫn sẽ cần. Những cái vị trí tanker thì anh em nên chơi cái đấy. Còn đây thì dồn đam thì ok rồi đây. Bạo thương này. Tăng trị liệu, bạo kích các thứ. Để xem chỉ số con này nào. Chỉ số bạo kích là 24. Né tránh là 48% nha. Thần thông thì cover thêm. Ủa, không cover né tránh mà cái tỷ lệ né nó cao vậy trời. Cao kinh khủng nhờ, 48% mà thêm 8% kia nữa. Căng ấy nhờ. Chắc là đây rồi. Đây né tránh 12%, bảo sao. Bảo sao mà né cao thế. Tăng sinh lực này. Vật phòng. Cái này thì tăng công hay tăng sát thương. Xếp đội hình một chút để con đế thính bên dưới đi. Bên dưới thì nó sẽ không được búp thêm cái kỷ vật. Nhưng mà để bên dưới nó sẽ tối ưu hơn. Nó sẽ tối ưu hơn anh em ạ. Để như vậy đi ha. Xem có hẹo luôn không. Thần thông không hợp này. Chưa ổn. Diêm Vương Đạo Nghi. Đọc. Trang bị này.
Rồi, ok, hết luôn rồi. Không chờ hỗ trợ luôn, một con hỗ ảo thật. Rồi, ok. Xem nào. Để tên full dam luôn. Nếu mà có đại bàng kim sĩ thì cho cái du long quy hải này cho con nhện. Cho con nhện thì nó sẽ ổn hơn anh em ạ, nó sẽ ổn hơn. Nó sẽ có cái cơ hội nổ. Rồi, lấm 1032. Khỉ đối diện bạch thử luôn, khét lẹt luôn. Qua đâm tiên phong luôn à, giảm nộ. Căng nhờ. Né. Cả hai con đều né luôn. Wow. Thử mên hẹo luôn. Ảo thật. Rồi miễn dịch này. Ôi choáng luôn. Cái gì vậy? Kháng trạng này bất thường 40%. Lại thần binh lại hỏa nhãn kim tinh nữa. Chịu chết. Chuyển cái con bạch thử xuống dưới anh em ạ. Chuyển bạch thử xuống dưới nhá. Vậy đi. Như vậy đi. Ok. Lấm. Ui, 700 mà. 700 thì ao lực quá. Rồi, 1032 này. Ngộ không đối diện với bạch cốt tinh với lại bạch thử luôn. Khét này. Ui, đang luân hồi phát nửa cây. Gì vậy trời. Này gõ này. Gõ cái chết bạch cốt tinh luôn. Nộ. Đừng mở choáng nha. Ui, chọc hai phát chết. Kinh dị nhờ. Chọc hai nháy hẹo luôn. Khét thực sự luôn. Rồi, nhện cắn này. Chết không? Không chết, không bạo kích anh em ạ. Không có cái kim tinh khởi minh. Đẻ liên tục. Rồi. Choáng luôn. Đam này. Wow, tòng chưa anh em. Phê chưa? Đam thế mới gọi là đam chứ nị. Né cũng tốt nữa. Mà nhện đẻ cũng lắm. Rồi, ok. Game này win anh em nha. Một nháy là xong. To cực kỳ luôn. Bạch thử đan mà to cực kỳ luôn anh em ạ. Nó lại đẻ clone ra cũng trâu nữa. Lượm tiếp. 922 à? Rồi, ai đùa lâu. Rồi để xem nào. Cả hai bên đều chơi đội hình đan ái nhau. Bên kia chơi hai mạnh bà để buff thêm giảm thương. Bên này để chơi hai bạch thử. Đẻ lắm nhện rồi trời. Chết ba con nhện này đừng mở đẻ thêm bao nhện nữa nha. Ôi hẹo luôn, ngon. Phản đam hẹo luôn. Búp máu lên, ok. À, búp lên này. Búp lên giảm. Hỗn loạn luôn. Được đấy nhỉ, bên kia có cái thiệt kỹ nữ nhi vương, à nữ nhi quốc vương. Ô. Bách nhãn quân ăn phản đam hẹo luôn, tai. Ô, win này. Không hiểu win kiểu gì luôn. Để xem nào. Bách nhãn quân để đúng cái slot phản đam nhẹ nó cắn phát đi luôn. Không hiểu kiểu gì. Con nhện này về sau nó thức tỉnh lên á thì mấy cái con nhện con này nó trâu như nhện mẹ luôn. Căng đét.
gần đi rồi kìa anh em. Bây giờ cắn cái nữa là hẹo ơi. Nhện con ra cũng báo quá báo. Chết luôn. Và không đẻ thêm luôn. Hẹo. Không thèm đẻ luôn. Cái tỷ lệ đẻ nhện con này của nó cũng 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 hên xui lắm. Nhiều lúc thì nó đẻ liên tục. Nhưng mà đa phần là hên hơn xui. Hên nó đẻ nhiều lắm anh em ạ, nó đẻ liên tục luôn. Nhất là đi spam bot á, sướng. Và hai bạch thử này ấy thì tem kiểu như là anh em có một cái lượng búp dồi dào á, đấy. Búp liên tục. Con này chết thì con kia búp, con này búp tiếp. Tại vì thiên phú 15 của nó thì như nhau mà. Mỗi con có hai lần luôn. Rồi. Wow, nhện nha. Nhện khỏe nha anh em. Cắn hẹo luôn kìa. Ấy. Bị choáng luôn, à, ảo thật. Con nhện này mà có thêm cái minh văn mà có 20% tỷ lệ búp thêm 100% sát thương á, nhiều khi nó nổ ra một cái bên kia đi luôn một con tank cô. Kinh khủng. Thôi bây giờ còn mỗi con bạch cốt tinh với lại con bạch thử nữa thì tem bên kia xong rồi. Mặc dù lực hơi ao anh em nha, lực hơi ao nha. Rồi, tiếp tục game nữa. 815. Tiên mở lại không chơi Thái Bạch hay là Dương Tiễn làm gì có đam trời. Ủa thế mà tem gần đi hết này. Tiên mà không chơi Thái Bạch hay là Dương Tiễn thì không có đam anh em ạ. À, rồi ok, sơ sơ một chút như vậy anh em ơi, một chút demo cũng như là review setup đội hình và đề cử bui cho anh em cái tem minh giới giai đoạn mid game anh em nha. Giai đoạn chơi trải nghiệm tầm độ 3 4 tháng trở ra. Đấy, cũng có nạp một chút anh em nha, nạp giải trí một chút anh em ạ. Anh em có thể tham khảo anh em ơi. Ngoài những cái kinh nghiệm cũng như là những cái demo review cho anh em thì anh em có ý kiến cá nhân nào thú vị cũng như là có setup bui nào ok thì anh em có thể liên hệ với mình qua Zalo 03 36016997 hoặc là anh em có thể comment trực tiếp dưới clip này anh em nha. Nêu ý kiến của anh em và để lại cho mình những ý kiến đóng góp để mình hoàn thiện hơn trong những clip tiếp theo. Còn bây giờ thì hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em.